Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với thành phố Gầm. Thì cũng lâu lắm rồi mình không có làm video về Dagom City để cho các bạn theo dõi. Thì bây giờ mình sẽ vào xem nó có gì mới hay là có gì ấy không nha các bạn. Thì mình cũng dự định là sẽ không chơi game này nữa nha các bạn, tại vì tốn khá là nhiều thời gian các bạn. Đầu tiên thì chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Thì các bạn nào mới xem kênh thì nhớ ủng hộ kênh nha các bạn. Đó. Thì vẫn là mấy cái sự kiện cũ thôi các bạn ơi. Mấy cái bản thông báo rồi. Thì nói chung là hàng ngày thì chúng ta vô thu thập vàng, thu thập trái cây, rồi làm mấy cái chơi mấy cái event với chơi mấy cái nhiệm vụ chiến đấu thôi các bạn, nó cứ lặp đi lặp lại hoài nên mình không có chơi nữa rồi. Thì hôm nay cũng lâu rồi mình không có vào, bây giờ mình sẽ vào mình thăm nó như thế nào nha bạn. Có gì mới không? Mình xem quảng cáo này. À, nó có một cái sự kiện Heroic nè các bạn. Sự kiện này không ngày. Khoảng 10 ngày, mười mấy ngày mà mình không có chơi, bây giờ là quá trời mấy bạn rồi nè, đi nè, bạn số 1 rồi, các bạn thấy bạn số 1 nó xây không? Đó, bây giờ mình sẽ xem cái vị trí như thế nào nha các bạn. Đó, lắp 9 và mình đang ở vị trí lắp 1 luôn, chưa có đi luôn các bạn, tới cuối luôn. Cái chuyện này thì có một con rồng Heroic các bạn. Đó, có tên là 2 Sigen Dragon. Nếu mà mình chơi thì mất thời gian các bạn, nên mình chủ yếu là mình sẽ vào và mình quay để cho các bạn xem nó có như thế nào các bạn, đang diễn ra như thế nào thôi nha. Đó, chứ mình không chơi nha các bạn. Một có một cái sự kiện đó là xây Mantia nè các bạn. Đó. Được vài dòng mới các bạn. Giờ mình sẽ thu thập vàng với thu thập trái cây thôi nha. Thu thập vàng với trồng lại trái cây thôi các bạn. Wow, mấy cái này thôi. Tăng sao nha các bạn. Thì hiện tại mình có 1083 con rồng các bạn ơi. 1083 con rồng. Nói chung là mình cũng ngày xưa mình cũng rất thích game này nha các bạn. Nhưng mà giờ cũng không có thời gian các bạn, chứ không có tâm trạng mà để cài game nữa các bạn. À, được 10 vàng, 10 kim cương nữa các bạn. Ưu đãi khi mình quay trở lại. Thì các bạn có chơi game này không? Các bạn đang ở level nào và có được bao nhiêu con rồng thì vui lòng để lại một comment cho mọi người cùng biết nha các bạn. Và có vài cái nhiệm vụ thi đấu này nọ rồi các bạn. Nói chung là rất là nhiều cái nhiệm vụ mà chơi hàng ngày các bạn.
Các bạn nào mà mới chơi thì các bạn nào mà chuyên về game thì có thể trải một cái tựa game này về chơi nha các bạn. Một tựa game này cũng rất là hay và cũng gắn bó với mình gần hơn 10 năm rồi các bạn. 10 năm cũng có biết bao nhiêu là kỷ niệm với cái game này các bạn ơi. Và nhắn với các bạn trên các bạn nào là fan của kênh á, anh Mini World thì một ngày nào đó anh cũng sẽ quay trở lại nha các bạn. Nhưng mà hẹn lại các bạn ở một ngày không xa. Chứ bây giờ anh cũng chưa biết khi nào anh sẽ quay trở lại các bạn. Nhưng mà cũng rất là cảm ơn các bạn đã, nói chung là đã cùng nhau đi qua những cái ngày tháng rất là đẹp đó nha các bạn. Chúng ta cùng nhau chơi và cũng cùng nhau xây dựng một cái thành phố. Đây là thành phố gầm, còn kia thành phố mini world nữa. Và hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau và chúng ta cùng lại chơi như ngày xưa các bạn ơi. Cũng không biết nói gì hơn, như chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye các bạn nha.